trận lòng mây phủ thế âu. Cho các bác mua trong thời điểm này. Một chiếc đầu đến từ thương hiệu Mahjong, và đây là chiếc đầu Mahjong SA8004. Ở thời điểm hiện tại thì mức giá của chiếc đầu này đang rất là êm cũng như là rẻ. Vì thế cho nên là con đầu này trong tháng vừa qua em bán rất là chạy. Hiện tại thì vẫn đang liên tục tìm và mua hàng bên Nhật về. Và hiện tại mức giá của chiếc SA8004 này là 13 triệu các bác nhá, chỉ 13 triệu thôi. Trước đây thì các bác phải bỏ ra số tiền khoảng từ 15 đến 16 triệu với sở hữu được chiếc SA8004 đẹp như thế này. Nhưng bây giờ các bác chỉ cần bỏ ra mức giá là 13 triệu là các bác đã sở hữu ngay chiếc SA8004 tuyệt đẹp này. Một con máy với rất nhiều tính năng, từ chơi nhạc từ CD, USB cho tới những tính năng giải mã chuyên nghiệp. Chiếc 8004 này là một trong những chiếc đầu phát với đa tính năng. Các bác có thể khai thác với rất nhiều ngõ vào tín hiệu từ CD, USB và những ngõ digital phía sau nữa. Đây là hình thức của máy thì các bác có thể nhìn thấy đó là đẹp xuất sắc luôn. Mặt lưng của máy không hề có sức răm cũng như là cấn cạnh. Phía sau của máy chúng ta sẽ có hệ thống ao tiếng xuống ampli, bao gồm một đường nip và ride tương ứng với hai cổng đỏ và trắng. Bo mạch digital in của máy thì chúng ta sẽ có 3 đường tín hiệu USB từ máy tính, coaxial và optical. Ngoài ra thì thông tin rất là quan trọng đối với các bác yêu thích hàng Nhật, đó là con này made in Japan các bác nhá. Nguồn điện sẽ là 100V, chạy đúng điện của thị trường Nhật. Khi các bác mua về thì các bác phải sử dụng đổi nguồn để đổi nguồn tín hiệu đường điện sang để có thể khai thác được chiếc máy này mà không lo bị chập cháy. Bác nào quan tâm tới chiếc 8004 này có thể liên hệ tới số hotline của bên em. Một con máy tuyệt vời, xuất sắc. Anh ơi,
Joy.